Nội dung bài học gồm các phần như sau: 1. Từ mớ. 2. Nghe bài học. 3. Ôn tập. Bây giờ chúng ta bắt đầu với phần đầu tiên. Trong bài 12 ngày hôm nay là phần ôn tập của những bài trước. Trong bài này thì không có phần từ mớ nên chúng ta sẽ đến với phần bài học. 2. Nghe bài học. Mời các bạn dùng tai nghe và tập trung lắng nghe nội dung bài học. 第12课 练习说说看. Ôn tập 2. Nói thử xem. 我有手 会画图会画图会写字会写字会刷牙会刷牙会洗脸会洗脸会穿衣服会穿衣服会梳头发会梳头发 会拿刀叉会拿刀叉会拿筷子会拿筷子我有脚会走会跑会跑 Mời các bạn nghe và đọc lại bài học 2 lần. 第十二课 练习二 说说看 我有手 会画图 会写字 会刷牙 会洗脸 会穿衣服 会梳头发 会拿刀叉 会拿筷子 我有脚 会走 会跑 3. Ôn tập 1. Bổ sung thanh điệu vào câu. Các bạn tập trung nghe đọc 3 lần và điền thanh điệu vào câu sau. Bắt đầu. Lần 1. 我有手会画图会写字会刷牙会洗脸会穿衣服会梳头发会拿刀叉 会拿筷子，我有脚，会走，会跑。 Lần 2. 我有手，会画图，会写字，会刷牙，会洗脸，会穿衣服，会梳头发，会拿刀叉，会拿筷子，我有脚，会走。 会跑 Lần 3 我有手会画图
会写字，会刷牙，会洗脸，会穿衣服，会梳头发，会拿刀叉，会拿筷子。我有脚，会走，会跑。Tìm từ thích hợp thay thế vào chữ X. Các bạn có 2 phút để làm bài tập này. Bắt đầu. Sau khi học xong bài học ngày hôm nay, các bạn hãy tìm bạn bè cùng thực hành ngay. Nếu như không có bạn cùng học thì các bạn có thể tham gia vào group Facebook này để cùng chúng ta cùng học tập và chia sẻ. Chỉ có thực hành là phương pháp tốt nhất để chuyển kiến thức của người khác thành bản thân mình. Và cuối cùng, mong các bạn dành ít phút để đăng ký, like, cũng như chia sẻ hoặc gửi mail và nhận xét như cần. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Zaijian.